đó, mực mực ở đây cũng vô bọc hết. Ở đây em là hàng chất lượng đó. Dạ. Tôm tích nó ngoe 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 vui đó. Ghim mấy cây sọt mực lên kìa, quá đã luôn á. Con tôm sú con cỡ 3-4 gram có chú chị. Hiện tại có một cái ghe thu mua đang chạy từ cửa biển về nè cô chú anh chị. Và tươi bao la luôn cô chú anh chị. Nữa nè, tôm sú nữa kìa, đó ghẹ vô nãy giờ này cô chú chị. Dạ, quay dây quay YouTube. Đây cái sọt tôm sú. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn ở một video tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Các bạn thân mến, hiện tại là buổi sáng hôm nay em đang có mặt ngay tại thị trấn Sông Đốc,
Ngay vị trí em đứng đây là một cái bến tàu của chợ lớn Sông Đốc nè cô chú. Hướng này là hướng đi ra cửa biển Sông Đốc nè. Hôm nay em sẽ đưa cô chú cùng đi tham quan khu vực chợ cửa biển Sông Đốc nha. Ở đây có một cái bến đò đi qua bên kia là thuộc khóm 5 của thị trấn Sông Đốc. Buổi sáng ở đây thường là ít có ghe lên hải sản lắm. Tầm 3-4 giờ chiều cô chú thì ngay cái bến của chợ lớn Sông Đốc nè thì có mấy cái dựa thu mua hải sản của bà con ở đây. Thì những cái ghe người ta đi ngắn ngày á, đi trong ngày về á, thì sẽ đem hải sản lên đây bán cho những chủ dựa ở đây nè. Mùa này thì có tôm tích, cũng có ghẹ nữa, rồi các loại hải sản tươi sống như là mực. Và thường những cái ghe người ta đi biển nhỏ đó thì nếu mà số lượng cá và đặc biệt là hải sản từ 100 kg trở lên thì người ta sẽ bán cho dựa. Còn mà khoảng chừng vài ký, vài chục ký ấy, thì người ta sẽ mang ra cái khu vực chợ chiều của chợ Sông Đốc, ngay chỗ dốc cầu Sông Đốc mới ấy, cô chú. Người ta bán hải sản ở đó. Hầu như là ngày nào mình cũng có thể mua được hải sản tươi sống vào buổi chiều ở ngay dốc cầu Sông Đốc. Có thể là trong video hôm nay em sẽ chia sẻ cái hành trình cũng như là cái cuộc sống nghề biển cũng như là chợ hải sản từ buổi sáng cho đến chiều cho cô chú anh chị xem ha. Ở đây trên sông buổi sáng em thấy bà con có đi thăm lú ở trên sông rồi cô chú anh chị. Mùa này thì những cái ghe người ta đi đánh bắt xa bờ á, chưa có vô. Tầm 12 đến ngày 19 âm lịch á, thì những cái ghe họ mới vô trong cái khu vực cửa biển này nhiều. Còn hiện tại mà mình muốn xem cá và hải sản nhiều á, là sẽ vô cảng Sông Đốc. Cảng cá Sông Đốc là những cái ghe thu mua sát khu vực biên giới của bên Malaysia là người ta sẽ đi về cái cảng và lên cá thì mình có thể vô đó mình tham quan. Ở đây thì có mấy cái xuồng vỏ ở đây, mấy chú làm nghề đưa đò khách qua lại nè cô chú. Hoặc là khách du lịch có thể thuê những cái vỏ này mấy chú chở đi tham quan vòng vòng cửa biển Sông Đốc. Như xa xa có một cái ghe ở bên kia kìa, thì những cái ghe đó là những cái ghe thu mua đó cô chú anh chị đó. Ở đây là ngay chỗ cái bến xuồng của chợ Sông Đốc nữa cô chú. Có một cái ghe anh trai anh đi bán dừa ở trên cửa biển Sông Đốc. Có cô này kêu lại mua dừa. Kia đó họ lên cá hay sao cô chú? Vậy hả? Họ lên ngay nhà luôn hả chú? Dạ. Ở đây có một cái ghe lớn. Chú kia nói chút xíu nữa thì họ sẽ lên cá ở trên đó. Gặp cô chủ bến này. Cái bến nè, ta cầm dừa nè, chú thấy không? Dạ. Hôm nay qua cái bến này ghe đậu đó. Với chiều là ghe họ vô hả chú? Dạ.
chiều ngày nào 3 cũng giờ cũng có ghe vô thôi chú. Dạ. Mực. Mực hả? Dạ hả? Tôm cá. Chút xíu dạ. Quay nữa nè, chút xíu 15 phút đó có mực qua tới. Ủa vậy hả chú? Mấy trăm ký rồi. Ồ, dạ. Với chiều mấy cái ghe đi ngắn hạn là họ lên tôm tích đồ lên đây ha chú. Hải sản tươi sống đó ha. Để ra bán chợ chiều. Đây mua 600 ngàn ký mua vô. Ghẹ nữa. Ghẹ mực trong ngày nó còn đưa luôn. Có con nó bỏ nó mâm nó bò luôn. À dạ. Mực con này ở đâu quay vậy? Con ở Tiền Giang. Tiền Giang. Xuống đây đi chơi. Có qua Phú Quốc không? Dạ chưa. Trời qua Phú Quốc đi câu cá mê lắm, mình lính tôi đâu Phú Quốc bệnh nó chở mấy tay ba lô câu á. Cá còn 7-8 ký cá bà lão. À đi ra câu xa không chú? À cách khoảng cỡ 7 lý. Con không biết có say sóng không đó, sợ say sóng biển. Với lại đâu biết câu cá. Sống lắm. Đúng rồi. Có mấy ông tay ông quen rồi. Tay ba lô đi câu quen. Dạ. Mà Nhật Bản rồi đó. Dạ. Tá lạ trên Liên Xô gì cũng có khắp nước. Dạ dạ. Tân Bản này có du lịch nhiều. Dạ đúng rồi. À, cái lợi khu Vinh Ba đó, mình không uống cà phê, mình ngồi cái ghế nó cũng dẫn tính mình 50 ngàn. Mấy cái địa điểm du lịch đó ha. Dạ. Nói chung ra Phú đêm mà, sáng đêm mà, ra Phú Quốc là chi phí nó hơi cao, hơi đắt đỏ. Thì tính ra mình nếu mình đây đi qua Phú Quốc bên Hà Tiên qua thì 200 ngoài ngàn. Dạ. Còn mình đi gặp giá ra ngoài tới 300 mấy là. Dạ. Từ gặp giá ra ngoài 2 tiếng mấy. Xa hơn. Còn, xa hơn, từ Hà Tiên nó có 2 tiếng trở lại. Dạ. Vui lắm Phú Quốc. Ở ngay chỗ này cũng có một cái bến đò đi qua sông. Bây giờ cây cầu sông Đốc thông xe rồi cho nên cũng ít người đi đò lắm. Nhưng mà vẫn còn người đi nha cô chú anh chị. Đây chủ yếu bà con đi qua để đi chợ cho nó gần thôi. Chứ đi cầu thì nó hơi vòng hơi xa chút xíu. Nó bất tiện hơn. Đây, ở đây có một cái giỏ người ta lên hải sản nè cô chú. Buổi sáng hiếm khi gặp những cái giỏ lên mực như thế này lắm. Và wow, nguyên cái giỏ mực kìa. Cái này ngoài ghe chở vô hả chú? Dạ. Quá trời mực rồi. Đây, quá trời mực. Ở trên sông cửa biển sông Đốc này nè, có những cái ghe người ta đi bán dạo cho những cái ghe biển vòng vòng khu vực cửa biển đó cô chú. Như là những cái ghe bán dừa. Và này mực ngon quá. Tươi không? Ở đó có một cái giỏ chở gì quá tới nhiều kìa. Cái giỏ đó chở gì hả chú? Cũng mực luôn hả? Dạ. Wow, cái giỏ kia chở nguyên một giỏ mực luôn kìa cô chú anh chị. Người ta tải từ những cái tàu ở bên ngoài cửa biển tải vô á. Ủa không có lên lên đây hả chú? Hả à, cặp qua đây hả? Dạ. Bây giờ cái giỏ mực này chú sẽ cặp qua bên kia để lên giao cho dựa. Ở đây em thấy tới có 3-4 xuồng người ta đang thăm lú ở trên sông kìa. Rồi bây giờ mấy chú lên mực.
mực lớn, mực nhỏ gì cũng có chứ cô chú. Đây mực nè, quá ngon luôn. Nhiều loại. À, bạch tuộc tua, rồi mực lá, mực ống, đây, mực bầu nè. Mực sữa trứng. Cá nữa. Cá chim hả? Đây nè cô chú. Hồi nãy chú nói này hả chú? Dạ. Bữa ra quay đẹp. Dạ. Xé ra vô gỗ nó đẹp. Dạ. Ủa hồi chú cũng xé ra nữa hả? Dạ. Dạ dạ. Không có ghẻ hả? Thôi quên lấy một ghẻ rồi. Quên lấy ghẻ đi, ghẻ 150 nè. 150 ký. Có ghẻ không? Đó. Mực tươi đã không? Cô chú anh chị. Dạ, đợt nó đi cút còn hết ngay đó, cái rau cần về lá thì ngay sống mà. Ăn không có hết nữa, cũng hết. Ngay sống đại mà nó. Chứ sáng rồi hơi hơi rồi con. Còn bỏ chanh nước á, dắt với mật ong bà uống hết. Vậy hả? À. Chịu mà ưa con uống biết bao nhiêu luôn rồi con. Trời ơi, chết biết bao nhiêu không hết, chết cũng không hết. Còn men chưa cắt luôn á. Tôi ngay sống rồi. Quá trời muốn chết luôn. Đi đám uống những mà nó ho cái cổ. Có chạy lấy hả? Trứng vô lắm. Trứng này có trứng luôn hả chú? Như trứng nè, trứng này là 1 ký lên tới 200 ngàn. Dạ. Rửa trứng vậy nè. Dạ. Trứng này có trứng nha. Có trứng là 200 ngàn ký cô chú anh chị. Chú nói chiều là sẽ có tôm tích rẻ rồi nhiều. Đang qua ghẻ, đang có ghẻ. Ghẻ luôn hả cô? Dạ. Kia đổ ra lửa kia. Đổ đại ra lửa ra tôi. Đó, số mực này sau khi sổ từ trong bọc ra. Bọc cái gì mà? Cần ký tính tiền cho chủ bán xong rồi mới vô bọc lại. Cá chim. Này cá chim trắng nè. Bỏ chim nước vô. Cá chim này. Cá chim này là cá chim loại đắt tiền nè cô chú chị. Ba con nhất. 201. Cá cỡ đó là gọi là nhất hả chú? 201. Ba con có ba con nhất. Cũng 200 mấy ký. Ở đây cũng có một cái giỏ mực mới vô nữa nè cô chú anh chị. Nãy giỏ giờ giỏ nữa. À, bên đây có tôm. Tôm nè. Cá chim. Con tôm này là tôm gì con? Xú à. Ăn tôm tôm bạc đó. Tép bạc hả? Tôm chì. Tôm chì hả? Mắt che. Nhiều loại tôm á ha. Tôm chì, tôm mắt che, tôm thẻ, tôm bạc. Nó lộn xộn luôn hả chú? Đủ loại tôm. Tôm chì, tôm mắt che, tôm thẻ, tôm bạc. Tôm mắt che nè. Dạ. Còn tôm này tôm chì nè. Mắt che là như cái mắt của cái tre đó. Nó như vậy nè. Đó.
Dạ. Tôm, tôm này tôm gai nè. Tôm gai nhiều loại quá ha. Cái này con đây cá chim. Quay 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 cái này nè, tôm thẻ. Ôi trời, nó bự dữ vậy trời. Quay đi. Đó tôm thẻ đó. Trời ơi con nó bự. Con thẻ nè. Bự. Cá chim nè, quay lên luôn. Đây con sú bự. Sú đó. Sú đó đâu bự như vậy đâu. Dạ. Đúng rồi, có mấy con có mấy con sú bự lắm. Đây nè. Con này bự. Này nấu tô mì bỏ ba con vô. Dạ. Mạt luôn. Dạ. Quay đá. Chỗ là tâm ngực đó. Dạ nãy quay quay rồi. Này cái vỏ mực mới nè, có cá nữa. Đó, đây là cái dựa thu mua cá ngay chỗ chợ lớn Sông Đốc luôn nè. Cô chú anh chị. Ôi, nó phải lọc lên chắc ít rồi. Giờ là tiếp tục cân số mực thứ hai. Chút nữa thì có ghẹ nữa. Ở đây nguyên một vỏ mực luôn nè cô chú anh chị. Mực ở đây sổ ra bọc sẵn rồi. Mực ống. Lấy nhiều rồi hả? Có bao nhiêu ký? Bên đây là tôm nè. Trời ơi, mấy cái sọc tôm. Tôm bự bự không luôn. Con tôm sú con cỡ 3-4 gram có cô chú anh chị. Con tôm sú rất là bự lớn luôn. Đây mấy cái sọt cá chim ngon ngon không à. Đó. Này tôm tôm thẻ. Đây cái sọt tôm sú. Đây con tôm sú bự luôn. Hết hồn tôm sú thiệt. Tôm sú này nó bự hết hồn luôn nè cô chú anh chị. Đó. Quá bự luôn. Tôm sú, tôm thẻ con nào cũng bự vậy. Bên đây là cá chim nè. Cá chim loại đầy đủ nhất luôn. Cá chim loại nhất thì cũng được hơn 200.000 ký á. Đó là giá sỉ nha cô chú. Còn khi bán lẻ thì khác. Đây những cái bọc mực sau khi cân rồi thì chủ dựa sẽ vô một cái bọc lớn như thế này nè cô chú anh chị. Nhìn rất là đẹp ha. Đây sau khi lên rồi vô bọc lớn. Bây giờ lại chở đi giao tiếp nè cô chú. Đó. Đây vô lại bọc trong cái bọc dài nè. Ba chục cái đủ không? Mực nhìn tươi ngon đã quá. Đó, ghẹ vô nãy giờ này cô chú chị. Dạ, quay dây quay YouTube. Dạ. Này mày đưa mặt ra. Dạ. Này ghẹ ngon quá cô. Đó. Im vuông. Im vuông hả? Dạ. Đó. Quay rồi, quay ghẹ lớn rồi. Ghẹ này ngon quá ha. Dạ. Im vuông là nó mập đó hả cô? Ừ, nó gặp. Dạ.
Ồ, có con hay gì nè? Dạ. Nó hào, nó đóng. À, nó đóng vô. Rồi, cảm ơn cô. Đây, mực là tươi bao la luôn cô chú anh chị. Đây, mua bạch về hấp gần. Quá tươi luôn. Đây mực gai. Đây là cái ghe đi thu mua ở ngoài khơi nè cô chú anh chị. Ghe này thì thu mua khu vực gần ở trong đây. Đi khoảng chừng trong ngày hay hoặc là qua ngày sau là về. Mùa này thì biển êm lắm. Mấy anh có kêu em đi ra theo ghe nhưng mà chưa biết có say sóng hay không cho nên không dám đi. Hả? Thôi được rồi. Chuyến này chưa biết. Đi sợ say sóng. Có sao đâu, mua thuốc đi. Để bữa nào chuẩn bị đi. Bữa nào chuẩn bị đi. Xe này, ghe này đi một ngày là về phải không? Trơn. 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 Xe được ghe này đi ba người hả? Ghe này của ông chủ dựa luôn hả? À, của chủ dựa nãy mình quay luôn cô chú hả? Ở đây giờ này có một cái ghe cào vô đây bán cá chợ nè cô chú anh chị. Buổi sáng thì ghe vô ít lắm, lâu lâu mới có ghe vô, còn buổi chiều khoảng tầm 3 giờ thì ở đây ghe vô liên tục luôn. Ấy chờ ông đem cá lên. Chú nói hôm nay chỉ có cá thôi. Chú lấy chú giò giò cá bỏ vô cái sọt luôn khiêng lên luôn. Này ghe cao nhỏ. Ôi, cá đục. Đây cá đục nè cô chú chị. Cá lộn xộn, cá đục. Lộn xộn luôn. Có tôm chải nữa đó. Cá thu nữa đó. Thu rồi cá kia. Có tôm thú đó. Dạ, ôi cá ngon quá ta. Ôi cá nhồng nữa nè. Cá đục sóc. Tôm sú nữa kìa. Cá đù. Đù sóc. Cá này cái gì lạ nè. Cá nào ngon chút? Cá lụt sọc. À, cá nãy hả? Cá đó có tươi mình chế biến món gì? Chiên hả? Chiên, muối, sả ớt. Đây có cá lạc, cá lưỡi trầu, cá chim. Tính là cá cũng ngon chứ. Chiếc ghe này cỡ này đi ra được mấy hải lý để làm hả chú? Có độ đâu, có mấy chục hải lý luôn á. Qua wow, ra được mấy chục luôn ha. Dạ. Chiếc tàu dưới này gọi là tàu hay ghe? Ghe. Thank you.
để chiều khoảng tầm 3 giờ em sẽ trở lại đây chia sẻ cái cảnh ghe vô nhộn nhịp cho cô chú xem ha, với lại cái cảnh chợ chiều của chợ Sông Đốc ngay chỗ cầu Sông Đốc. Ở đây có cá đối nữa nè. Không thấy ông kia cả mà còn tàu, cái bịch cá này quá ngon luôn. Cá đục lộn xộn. Cá này cá không có cái cá bóp, cá bóp. Bóp con. À bóp con nè. À, buổi sáng ở trên bờ á, thì có một cái chợ rất là đặc biệt ở đây, có tên là chợ Quế. Chợ này thì bán trên một cái con đường nhỏ trong thị trấn Sông Đốc đó cô chú anh chị. Bà con ở đây bán ngồi chủ yếu là chầm hổm hai bên ha. Đó. Đây bán trái cây nè. Trái cây, mãng cầu, rau củ và hải sản, cá đồng, cá biển. Sở dĩ ở đây có cái tên chợ Quế là tại vì người dân Quế người ta vào đây sinh sống và lập nghiệp lâu đời cô chú. Giờ này là gần 9 giờ rồi cho nên là chợ cũng sắp tan hết trơn rồi. Người Quế người ta vô đây người ta thành công lắm cô chú, làm ăn giàu có rất là nhiều ở đây. Và đây bây giờ là khoảng gần 4 giờ chiều nha cô chú anh chị. Em trở lại ngay chỗ cái bến cầu tàu của chợ cảng cá Sông Đốc nè. Giờ này thì mấy cái ghe cào bắt đầu về rồi. Đó. Ở đây thì có mấy cái chiếc vỏ ở đây là của mấy chú đưa đò ở Sông Đốc Cà Mau nè cô chú anh chị. Dạ. 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 Ở đây là những cái chiếc vỏ này á, để mà đưa đò thì phải có bằng lái nha cô chú anh chị. Chứ cảnh sát giao thông đường thủy á, kiểm tra không có giấy tờ thì mấy chú mà chạy này không có bằng lái là sẽ bị phạt. Mà nghe mấy chú chia sẻ thì bây giờ đi thi bằng lái nó cũng hơi lòng vòng á, phải lên xuống tận Cần Thơ mới thi được. Thì có người thì có bằng lái rồi, có người thì đa số, hầu như là đa số là chưa có bằng lái là số nhiều. Bởi vì chạy những cái máy bằng máy xe này nè thì bắt buộc phải có bằng lái á. Ở đây nếu mà tính những cái chiếc đò như thế này thì khoảng chừng mấy trăm chiếc ở cửa biển Sông Đốc này nè cô chú anh chị. Thì những cái chiếc này là sẽ đưa đò cho du khách hoặc là những cái người mà đi biển á, hoặc là chở tôm cá mực của những cái ghe từ ở ngoài cửa biển vô đây để người ta bán cho dựa. Còn giờ này là cái ghe này lên hải sản. Đây. Cái này mực hết tôm anh? Mực hả? Hồi sáng là mấy cái vỏ tải ở ngoài vô, còn bây giờ là ghe vô tới trong đây luôn. Chó vô tới bờ nó mừng. Thả nó xuống luôn rồi. Đó mực. Mực ở đây cũng vô bọc hết. Cái lồng này ăn kia
Có một trường nhà thôi, tao ngồi tao nhớ quỷ rồi, đâu có kêu đồ ăn hết thôi. Nhiều mực lắm luôn á. Ơi. Chúng đẩy nè. Kéo đi đâu kéo. Quay. Chiều chiều có tâm tích đâu nữa phải không anh? Tâm tích về chưa? Chưa hả? Chưa hả? Có gì đây hả? Ơi ghé đây cột 4 năm bọc hả? Có mực chụp lên. Quả cho mực luôn á. Nói 4 năm bọc nhưng mà cứ chất hoài. Chất đầy xe luôn. Đây cặp ra đi vô. Đi để nè em xách cho. Có người kéo hả? Dạ rồi, sẵn ngày hôm nay thì em sẽ đưa cô chú anh chị các bạn cùng đi tham quan buổi chợ chiều của chợ Sông Đốc nha. Ở đây chợ chiều thì bán các cái mặt hàng hải sản tươi sống, ghe mới lên vào buổi chiều luôn cô chú. Còn chợ sáng thì hải sản cũng tươi nữa nhưng mà không có bằng chợ buổi chiều đâu. Còn hiện tại ở đây em đang đứng ngay chỗ một cái bến tàu của Sông Đốc ngày xưa nè. Còn phía trước màn ảnh cô chú anh chị các bạn, đây là cái cầu Sông Đốc được khánh thành vào ngày 12 tháng 12 năm rồi nha. Cái cầu này giúp cho bà con đi qua thuận lợi rất là nhiều luôn. Hướng này là hướng đi thẳng ra cửa biển Sông Đốc nè. Bây giờ mời cô chú đi tham quan buổi chợ chiều, rồi sau đó mình đi tham quan một vòng trên cầu Sông Đốc, rồi trở lại cảnh chợ chiều ở chợ C2, rồi mình kết thúc video nha. Ở khu vực cửa biển Sông Đốc này tới 2-3 bến đò lận cô chú. Nhưng mà từ khi cái cầu Sông Đốc này hoàn thành thì có một bến đò hình như là đã tạm ngưng hoạt động á. Khi mà về Sông Đốc á, ở đây mình có thể đi được rất là nhiều các cái chợ. Hiện tại là chợ Sông Đốc không có còn tập trung như ngày xưa. Ở đây chủ yếu bà con bán rải rác, bán chồm hổm. Và do thị trấn Sông Đốc cũng đang trong quá trình hình thành và phát triển đô thị hóa lại á, cho nên là em nghĩ là tương lai sẽ có một cái chợ Sông Đốc nó hoàn chỉnh để cho bà con có thể buôn bán hải sản tập trung, nó sẽ đông đúc và nhộn nhịp hơn. Còn bây giờ là rải rác nhiều lắm, như là chợ C2 nè, rồi chợ Quế, rồi chợ chiều Sông Đốc nữa, tới hầu như là 2-3 cái chợ luôn, 3-4 cái. Đây mình đi thẳng ra hết dốc cầu thì nằm mé bên tay trái là chợ chiều, chợ Sông Đốc. Đây chợ chiều Sông Đốc thì mấy chị bán hải sản phía bên kia kìa, đó đối diện. Bây giờ mình qua bên đó cho, chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Dạ, còn ở đây là cảnh buổi chợ chiều của chợ Sông Đốc buổi chiều. Bà con bán hải sản ở đây nè. Khi mà về Sông Đốc á, là cô chú anh chị các bạn có thể mua hải sản tươi sống là vào buổi chiều nha. Còn buổi sáng thì vẫn có hải sản nữa.
nhưng mà buổi chiều thì sẽ tươi hơn, đặc biệt là những con mực, những con tôm tích đó, nó còn ngoe ngoải, còn cọ quậy á cô chú. Hiện tại ở đây là cái ngay cái dốc cầu sông Đốc, cây cầu này cũng được mới xây dựng xong mà mới hoàn thành xong rồi cô chú. Mình qua cây cầu này là mình có thể đi về bên đó, là qua được gọi là bờ nam của sông Đốc, và qua đó thì mình có thể đi về chợ Rau Dừa, đi thẳng về thành phố Cà Mau. Ngày trước ấy, thì lúc cái cây cầu này đang xây ấy, thì cái chợ chiều ở đây bà con không có bán, đi chạy bán ngồi khắp nơi. Giờ xây xong thì khu chợ chiều ở đây bắt đầu hoạt động trở lại. Thì bây giờ em chia sẻ cái cảnh chợ chiều ở đây cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Giờ này là khoảng 5 giờ chiều nha cô chú. Đây chị bán hải sản nè, mực, tôm, tôm tích. Em xin quay giới thiệu xíu nha chị. Đây, tôm tích còn sống luôn nè cô chú anh chị. Mực nó đầy đủ. Bạch tuộc giòn. Mực trứng à. Dạ. Đây, mực trứng ở đây là 230 nè, mực đầu bầu bên kia là 120. Ghẹ nữa kìa. Tôm tươi quá tươi luôn. Wow. Chị con tôm tích sao nó có hai màu quá chị? Dạ hả? Dạ. Em tưởng đâu là nó còn nhỏ nó màu trắng. Do hai cái loại khác nhau á. Dạ. Cái giá con đen với con trắng nó có khác nhau không chị? Dạ. Con đen nhắc mắt hơn quá hả? Đây con đen nè. Tôm tích đen nè cô chú anh chị, nó còn sống luôn ha. Quá ngon luôn á. Đó. Chợ hải sản sông Đốc buổi chiều là tôm mực là còn sống luôn. Bên đây có ghẹ nè. Đó. Ghẹ này không biết nhiêu ký á chị? 200 mấy. Dạ, 200 mấy ạ. Nó dao động từ 200 tới 280, 300. Dạ. Còn nhỏ nữa thì tính nhỏ. Dạ. Giá cũng mềm quá ha. Ừ. Dạ. Cảm ơn nha chị. Đấy. Khách du lịch thích cái chợ chiều này lắm. Đó. Bên đây chị này thì bán cá khoai nè, cũng có nhiều loại mực nữa. Có ai đặt hàng vậy đó, liên hệ. Dạ. Nè mực đưa nè. Mực gì chị? Ống. Mực ống hả? Dạ. Ta đặt chị, người ta gọi chị ha. À, người ta gọi chị qua số nào? Hả? Ta gọi chị qua số nào? 0948 072 075. À, quầy của chị gì đây? Hả? Quầy của chị gì? À, Linh. Chị Linh ha. Dạ. Rồi, đây, hàng của mình, à. Mình có thể giao từ xa luôn ha anh chị. Giao. Ở đâu cũng giao các tỉnh. Dạ dạ. Thì cô chú anh chị các bạn có thể mua được những cái con mực này á, là có thể liên hệ số điện thoại vừa rồi nha. Chị mới đọc á. Thì có thể giao được hết tất cả các loại tôm mực, cua ghẹ. Bên đây cá khoai nè, tươi lắm cô chú. Cá khoai con bự bự không mà. Đó. Mực ở đây trong bọc vừa mới sổ ra luôn nè, chuẩn bị sổ ra luôn nè. Ở đây thì cá đuối với cá lạc với cá thu. Cái này nè chứ, một sẹo nè là 3,8 kg nè. Vừa để vô khác đi. 3,8 kg, 3,8 kg.
con mực nhỏ này gọi con mực gì á chị? Này là dạ. Trứng sữa. Trứng sữa. Dạ. Cái này nấu mì á. Bỏ vô tô mì tôm. Chị nói là mực trứng sữa nha. Anh chị này bán đa dạng các loại mực. Cái đó là mực bầu với bạch tuộc ha anh. Dạ. Tàu không bự kìa. Chưa to không lồ. Chưa to không lồ. Mực mới tươi không á cô chú. Mấy con này mua về luộc. Lúc xây cầu á là ngồi tùm lum hết trơn ha, khó tìm. Còn bây giờ là tập trung lại rồi. Đó, mực này. Còn 13 ký vô đúng nè. 13 ký. Đây mấy chị bán vui lắm nha. À, bên đây chị này cũng bán chiên về tôm tích với cá nâu. Đấy. Chị bán có tôm mực ít hả chị? Dạ. Dạ. Như tôm tích cỡ này là mình bán được nhiêu ký hả chị? 60 ngàn, đây là 100. Dạ. Cũng giá đây bà con bán giá cũng mềm quá cô chú. Mực á hả? Mực tua này hả? 120. Dạ. Này, cái này mua về luộc. Mực tươi đó cô chú. Ở đây không có ngâm đá nha. Con cảm ơn nha chị. Đó. Ở đây ngày cào đầu tiên. Con cá này cá thu phải không chị? Cá thu. Thu ha. Cá này còn sống hả chị? Con cá lạc nè. Cá lạc này về nấu lẩu hả à, chị? Nấu lẩu. Buổi sáng. Buổi sợ. Nãy giờ sợ bóp con cá này nó cắn nè. Ủa nó còn sống hả? Tự nhiên cá lạc còn sống luôn á, chị nói sợ cắn. Dạ. Nhà ở đây hay là khách du lịch chị? Hả? Nhà ở đây hay là khách du lịch? Chị ở đây em. À dạ. Quay cái bà này. Ở đây là quay chị nãy giờ đó. Rồi. Sập lưới á, sập lưới lớn đó. Sập lưới lớn hả? Mai cho em quay ghe nha chị. Chị không có ghe mà chỉ có tiệm lưới. À cái chị này nè, chị này có ghe nè. Có ghe về đâu vô bờ đâu. Chưa ở đâu, nằm ở đâu? Vậy hả? Nước có nước thôi gì đâu. Rồi. Ở đây em là hàng chất lượng đó. Dạ. Buổi sáng bán ở đâu chị? Hay chị bán buổi chiều thôi? Bắt đi căng keo rồi làm ở nhà kho rồi. Chỉ có buổi dạ. Chiều đóng đồ xong rồi chỉ có buổi chiều mình ra đây bán phụ đi thôi. Dạ dạ. Còn đây là một đoạn nữa nè cô chú. Ở đây bà con bán cũng nhiều người bán lắm. Nguyên một đoạn khá là dài luôn. Xuống dưới sông Đốc mà cô chú hỏi chợ chiều hải sản sông Đốc là ai cũng biết trơn á. Mua được nhiều hải sản tươi sống. Như ở đây là cá chim với lại là tôm sú bự nè. Ở đây là tôm sú biển luôn hả chị? Dạ. Wow. Như tôm sú bự cái này mình bán nhiêu ký? 250. Rẻ dữ ta, quá bự luôn nè. Ở đây bán giá mềm luôn á. Với cá chim.
tôm tích nữa. Đa số là tôm tích sống nhiều nha. Rồi em cảm ơn nha. Có cá nhồng nữa kìa cô chú, cá nâu. Đó. Ở đây mấy chị bán mực cá tôm tích đồ ngon không à. Ui có con tôm tích của ai nó nhảy ra kìa. Đây một con tôm tích nó bò ra cô chú. Dạ em xin quay xíu nha anh. Dạ. Tôm sống không à. Đây ngon không rồi cô chú anh chị. Nhìn thấy mấy tôm tích nó ngoe vui đó. Đó. Ghẹ tôm tích. Giờ này mát rồi cho nên là ít ai bung dù lắm, ta dẹp dù hết luôn rồi. Bên đây là ghẹ nè. Đây ghẹ nè. Đó. Chị này cũng đang lựa mực mới lên, còn tươi xanh luôn, còn sống luôn. Dạ. Mực còn sống luôn hả chị? Còn mi nơ nhảy luôn hả? Đây đúng rồi, con mực nó còn sống nè cô chú anh chị các bạn thấy nè, con bạch tuộc nè, cái mi nơ trên người nó còn chiếu chiếu nhảy nhảy nè. Cái này mua về luộc nó giòn lắm. Đó giờ mấy chị dời ra. Bên kia là mực mực trứng sữa. Dạ. Có ốc nữa. Đó. Đây nguyên một cái mâm ghẹ nè cô chú. Để đâu? Để qua mày. Để đó hả chị? Cái này chỗ mày nó đâu nữa? Trời chiều nhìn thấy bán hàng ngon không à? Đây, bên đây thì có sò lụa nè. Rồi sò lông. Sò lá. Sò nào sò lá? Sò này sò lá. Ủa chứ sò lông. Sò lông mà. Sò lông sò kia cái con nhỏ này nó khùng dữ. Ủa có sò lá nữa. Có làm cái sò lông đó. Sò lá bà nội, sò lông sò kia kìa. Ủa sò lá khác có nữa hả chị? Có đó sò lá đó. À nhìn giống sò lông quá ta. Sò lông sò kia. Chị nói sò lá. YouTube mày má nó chị cũng sò giá. Bên đây là sò lụa nè. Có ghẹ với ốc ốc giác. Đâu chị Quỳnh à? Đây kia đây gọi là má Quỳnh đây. Đang tính tiền. Thấy tính lúc mà chị tính tiền chị rất là nghiêm nha. Tập trung để lộn tiền. Đây 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 thắm hai thối mà lại 50 ngàn. Đây cá lạc nè. Rồi thối này bắt nè, thối này 50 ngàn. Chị con cá này cá lão phải không chị? Còn cá lão nhỏ xíu. Ủa, cái không phải luôn, cái gì lạ quá. 80 ngàn đồng một bọt là 270. 320 là thối tờ 50 ngàn. Cái trên đây một bọt. Cái gì lạ quá. Chị cười rồi. Chị cười rồi. Quay mực đây chứ người bán mực xấu bỏ mẹ. Đúng rồi, quay mực đây chứ người bán mực xấu dữ dằn lắm, đừng quay lên hư màn hình hết trơn. Chị con cá này cái gì lạ chị? Nha. Yeah. Chị bán chị cũng không biết luôn, tại biển nó nhiều cá quá. Đúng rồi. Yeah. Đặc biệt tôm nó bánh tên gì? Dạ, biết không mà anh coi. Dạ kênh ống kính đó đây. Ống kính đó đây ạ? À? Dạ. Rồi quay má đó nè. Mấy rồi quay có mặt á. Người đánh cái má Quỳnh phải không? Má Quỳnh là chùm chợ này đó. Chùm chợ chiều sông Đốc. Cái gì cũng qua má chứ á. Xong rồi em 50 ngàn.
thấy chưa? Rồi cảm ơn chị, cảm ơn anh. Mực tươi không nè. Đó. Lại xíu đi. Cái này chị nào đưa lên? Dạ chắc ngày mốt. Chia sẻ rộng rãi giùm cho. Dạ. Đây nè, lại quay mực mực này nó mới tươi sống còn sống luôn nè. Có hồi nãy cô đang quay á. Quay rồi. Quay chim bự kìa. Đang lựa, nãy chị đang dọn ra đó. Nhà không à, ghe nhà vô là tự ghe nhà tự quán luôn à. Mai ghe mình có về không chị? Có, ngày nào cũng vô. Mai cho em quay ghe với nha. Bình thường có gì đâu. Ghe vô bến luôn không? Đúng rồi, vô bến. Chị hả? Chuyện chú em lấy số chị. Chị có giao cho người ta đọc số luôn đi. Có, nhưng mà nếu ai cũng có thì có giao. Dạ. Có đi hợp đồng không? Chị giới thiệu luôn. Chị đọc số điện thoại ai điện ở Sài Gòn có giao luôn không? Có. 0917 đọc đi. 0917 626 626 191 191. Dạ. Rồi, đây mấy chị dễ thương quá. Để mai theo mấy chị ra ghe. Tao quay con cua nó bự kìa. Con cua chứ Huỳnh nó bự lắm. Con cua chứ Huỳnh. 4 giờ lại đây đây rồi, chị nào ghe vô chứ dẫn đi xuống dưới. Vậy ha. 4 giờ hả chị? Còn bây giờ là nó vô xong rồi. Chứ Huỳnh cua gặp chứ Huỳnh. 4 giờ là chị có đây rồi hả? Đúng rồi. Dạ dạ. Con cua. Cua gạch son. Cua gạch son luôn hả? Ừ, để rồi. Có một con người ta chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, để ăn. Dạ dạ. Cua, cua nếu mà cua gạch son còn sống là nhiêu một ký ta? Hả? Nếu mà cua còn sống á. Ít lắm hả? Ừ, đâu có cua đâu, chủ yếu là ghẹ không mà lâu lâu hơn được con vậy đó. Lại quay mực lá bự kìa, mực gai bự kìa. Đâu anh? Đây. À, con mực gai hả? Gai bự đó, còn sống luôn đó. Mực cái này là nhiêu một ký ta? Mực đó, mực rùa đó. 250, 250. 250, mực rùa. Đó, cái cá khoai xịn kìa, cá khoai ở cái cầu ao đó xịn. Dạ. Cái cá khoai. Hình như là mùa mùa này là mùa cá khoai nè, phải không? Đúng rồi. Dạ. Nó còn sống rồi chứ nó cắn à. Ê, đâu sống. Cá này sống vậy. Cá khoai lên chút xíu là chết à. Cá khoai này phải lưới là phải tươi đó. Dạ. Cái này mình nấu lẩu ha. Đúng rồi, nhúng giấm rồi nấu cánh mặn. Có tiêu luôn. Dạ. Cái xương nó mềm. Kìa quay quay cái chị này cần tìm người yêu à. Tiễn người yêu hả? À tiễn người yêu. Chị nào? Người yêu vậy nuôi mình hết lắm rồi, tiễn người yêu lắm chứ. À bà đó đó. Tiễn người yêu lắm. Tiễn người yêu, quá dữ rồi. Đó cười thì dễ thương không? Đẹp không? Đẹp. Rồi cảm ơn mấy chị. Ở đây thì hầu như hàng ai cũng như nhau hết trơn. Nó còn nhúc nhích luôn nè. Ở dân hàng đây là đẹp quá ta. Là bán đồ là mắc nhất đó. Đó bay nó kìa. Đẹp quá ha. Kiếm luôn. Dạ. Nhưng con này là nhiêu ký ta? Con này 120. 120. Dạ. Con này vừa ăn luôn. Cái này hàng tươi mới ha cô chú. Đúng rồi. Còn sống luôn á. Đó là hàng mới luôn. Đi đi buổi chiều là mua được hàng ngon. Dạ, nó còn chốt nữa thấy không? Dạ. Dạ nó còn chốt nữa rồi quay. Con nào nấy cũng còn sống y chang. Ông kinh đâu đây à? Còn bên đây gọi là mực bạch tuộc tua hả? Tua. Tua. Như cái này là nhiêu ký ta? Nhiêu ký anh? 140. Dạ. Kiểu quen nhỏ này nó bán là có giá nhất cái chợ này luôn đó. Đó. Chị này hả? Ờ chị đó. Người á. Người. Cô mới quậy nữa, quậy vũ dây. Chị đó là bán có giá nhất đó. Vậy hả? Rồi, cảm ơn mấy chị nha. Ở bên đây tôm tích cũng còn sống luôn. Dạ. Rồi hết rồi. Bây giờ chờ dạ rồi, sau khi tham quan chợ chiều Sông Đốc, mời cô chú anh chị các bạn cùng lên cây cầu Sông Đốc này đi tham quan với em luôn nha. Sẵn khám phá cây cầu mới khánh thành hôm trước Tết xem như thế nào. Hồi năm rồi khi mà lại đây thì cây cầu này còn đang trong quá trình xây dựng chưa có hoàn thành. Thời tiết mấy ngày nay ở Sông Đốc cũng đỡ lắm, cũng đỡ nóng lắm cô chú. Chỉ có sâu ở trong khu vực Trần Văn Thời, trung tâm Trần Thời hoặc là trong khu vực bên trong đất liền thì nóng hơn. Còn ở ngoài đây nhiệt độ khoảng tầm 32 độ là cao nhất.
Bây giờ qua cái cầu này xong cái mình vòng lại cái chợ chiều C2. Chợ chiều C2 cũng có bán hải sản nữa cô chú, nhưng mà không có đặc thù giống như là chợ ngay chỗ dốc cầu này. Đây, lên đây ngắm cảnh cái cô chú ơi, buổi chiều hoàng hôn. Giờ này là khoảng 4 giờ 30 phút buổi chiều. Đây, hướng này là hướng nhìn ra cửa biển sông Đốc nè. Trên đây gió quá thì gió luôn á. Ở đây không có một cái bến cảng tập trung, mà là những cái ghe, những cái tàu đi biển á, bà con sẽ đậu theo những cái bến, những cái dựa thu mua hải sản của tư nhân, của những hộ gia đình đó. Buổi sáng thì ở đây nước thủy triều rút, còn bây giờ nước thủy triều lên đầy rồi. Mặt trời hiện tại giờ còn vẫn còn cao ha, chưa có xuống, mới có 4:30 à. Buổi chiều bây giờ mấy cái chiếc tàu ở đây bắt đầu đi ra khơi rồi nè. Đó, bắt đầu ra khơi rồi chiều ngày mai lại về tiếp. Hoặc có những cái chiếc tàu đi đánh cá, đi cào á, khoảng chừng 2-3 ngày về cũng không chừng. Ở đây một cái chiếc tàu cỡ vậy á, nếu mà đi trong ngày á, là đi về tốn khoảng chừng 120 lít dầu. Và chi phí tiền dầu không là cũng khoảng 2,5 triệu á cô chú. Nếu mà đi đánh khoảng chừng 3 triệu mấy là coi như lỗ. Khoảng chừng 5 triệu trở lên thì mới có ăn. Tại vì còn chia cho những người đi bạn chung nữa. Bây giờ sẽ đi xuống hết dốc cầu này. Rồi sau đó mình sẽ vòng lại bằng cái đường phà. Cái phà này gọi là phà Sông Đốc. Gần đối diện với nhà thờ Sông Đốc đó cô chú. Hôm nay là chủ yếu cho cô chú anh chị các bạn đi tham quan khu vực hải sản, cá, tôm, mực và đi tham quan một vòng của thị trấn Sông Đốc luôn. Xuống đây là một cái con đường lộ mới nè. Xuống tới đây là một cái con đường lộ cũng rất là lớn nè cô chú anh chị. Cái con đường này mình rẽ trái là mình đi thẳng ra quốc lộ 1A để đi về thành phố Cà Mau. Đường này mới làm sau này cho nên đường lớn lắm. Hiện tại là em vừa qua một cái cây cầu. Cây cầu này có tên là cầu Gạch Dinh. Những cái con gạch ở trong đây thì cũng có những cái ghe tàu biển đậu ở trong đây nè cô chú anh chị. Đó. Buổi chiều thì nhìn cái quang cảnh ở đây rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một cái xóm đường hẻm nhỏ để đi qua một cái bến phà. Cái xóm bên đây thì thấy nhà cửa bà con cũng còn khá là đơn sơ. Và bây giờ thì sẽ đi qua một cái con đường hẻm nhỏ ở đây để đi sang một cái bến phà. Bến phà ở đây được gọi là bến phà nhà thờ. Còn ở đây là cái con gạch có tên là Gạch Dinh nè cô chú. Chiều thì tàu cá về đây người ta đậu nhiều lắm. Với lại mùa này cũng tàu ghe chưa có vô nhiều, chứ thời điểm mùng 10 đến mùng 12 là tàu ghe về đây đậu nhiều. À,
Đó, ở đây thì thấy nhà cửa bà con ở đây cũng còn đơn giản lắm. Khu bên đây thì nó chưa có phát triển. Năm rồi em đi cái con đường này thì ở đây thấy buổi chiều đông đúc nhộn nhịp lắm, năm nay đi cho thấy vắng. Có thể là cầu xây xong rồi bà con ít đi cái đường này hơn. Đây có mấy cái tàu ghe cào lớn nè, đậu đây nè. Nghe bà con ở đây nói mùa này đi biển cũng chua lắm. Đây, ở đây ngay một cái ngã đi thông qua ra cái con sông lớn là sông Đốc. Ở đây có nhiều xuồng vỏ bà con đậu đây lắm nè cô chú anh chị. Đây, ở đây người ta để hàu bán hai bên đường nè, trong hẻm nè. Con đường này bán hàu nhiều. Bình thường ở ngoài chợ em thấy ít bán hàu. Nè. Ở đây người ta đục hàu, người ta để vỏ đóng đóng luôn nè cô chú. Đó, bán hàu. Đây, bán hàu. Ủa chị sao hào bên kia không thấy bán, bên đây thấy bán nhiều quá ha. Ở bên chợ thấy ít bán. Ở đây là ngay khu vực hào à. Đây là làng người ta đi khai thác hào hả? Dạ. Dạ. Wow. Ở đây hào mình đi đục ngoài cửa biển hả chị? Dạ. Đó. Ở đây người ta làm hào nữa nè. Quá trời hào luôn. Dạ, hào quá trời luôn. Rồi ghé qua đây để đi qua cái bến phà nha cô chú. Ở đây không biết có đang nằm trong cái khu quy hoạch hay không, nhưng mà nhà cửa người ta thấy còn đơn sơ lắm, giống như là không ai sửa sang lên đó cô chú. À, cái xóm bên đây gọi là xóm Hào, hồi nãy mấy chị kia nói. Ở đây có cái trường tiểu học 6 Sông Đốc. Rồi bây giờ quẹo qua đây để đi ra bến phà. Rồi ghé trái luôn. Và ở đây là đi một người một xe máy là 5.000 đồng. Từ khi cây cầu bắt xong là phà này thấy vắng người lắm, mọi khi đi đông lắm. Rồi ở đây là khu vực chợ chiều của chợ C2. Còn chợ đằng kia chính là chợ chiều chỗ cầu Sông Đốc nha cô chú. Ở đây xéo xéo qua đây là nhà thờ bên đây nè. Bên đó. Ở đây chợ chiều cũng bán hải sản nhiều lắm.
hải sản ở đây thì cũng giống như hải sản đằng khu đằng dốc cầu à, nhưng mà ở đây bà con bán rải rác chứ không có tập trung như đằng kia. Buổi sáng thì khu chợ này tập trung nhiều hơn, bà con ngồi chùm hổm hai bên đường á. Mùa này ở đây cũng là mùa cá khoai, dạo này thấy bán cá khoai nhiều lắm. Ở hai bên đường này nè, có nhiều dựa hải sản lắm cô chú, người ta đóng hàng để đi vận chuyển đi khắp nơi, đi Sài Gòn rồi. Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video về chợ Sông Đốc cũng như là tham quan khu vực thị trấn Sông Đốc với em ngày hôm nay nha. Cô chú, anh chị và các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị, các bạn ở một video về Sông Đốc một thời gian tới nữa. Hy vọng sẽ mang đến những video, những khung cảnh thú vị khác hay hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại.